Rồi hát bài hành Mật Tử nha. Mày cố gắng không đổi lên sân khấu. Ok, chào qua Mỹ. Hải Chương mới hát, Hải Chương bài đó. Đây hồi hồi hát đi bài đó hả? Bài ca năm cổ đông lại đi sao tự nhiên nó đông hơi vậy. Anh nhìn anh chào anh vũ tấn thắng chưa chưa tính chào anh vũ tấn thắng tự nhiên mất nó hơi. Bài ca năm cổ đông Oh,
phải gọi ắt là hàng mặt tứ. Hàng mặt tứ ba tiếng đôi người chẳng bao kinh hồn vừa thôi qua biển ca như đêm khô khan vào lòng sáng làm sụp đổ tiêu tan những thành quốc quy nghi chầm mắt dưới ta sự nghiệp phi nhân còn nằm trong số kiếp giả chàng từ đây còn ai nhớ tên hằng mặt tư khi anh về sống lại với quê hương răng nửa đời anh phiêu bạc tha phương anh đã bỏ quên cái tên mình trong ký nhớ cái tên mà quê không còn xa lạ và đã in sâu trong lòng dạ mai đồng mai đừng cái nhà này em nhà đang hờ giờ anh có biết không đâu phải không phải mà mẹ và em suốt một đời con trai từ quý nhân vào đây em chỉ đem theo một món quà nhỏ nhỏ là tên của mẹ cha để anh không bờ ngỡ lúc quay về và một bài thơ nét chữ đã nhạt nhòa đó là hình ảnh của anh còn để lại trong lòng người con gái lúc lìa quê tuổi xuân thời anh đem dâng hết cho người ta giờ ta nhận về làm bao giờ chắc chẳng còn ai đến đây dần giờ không lẽ đợi em mãi chịu thiệt thòi anh chi em đang đứng cầm anh đây mãi tấm lòng rồi cho đến ngày hôm tìm thấy được niềm vui nhỏ okay, anh không? Mai đừng, mai đừng ơi, em đừng nói gì, em nợ đầy đủ lắm rồi, ý nghĩa cuộc sống ngọ đáng thương. Chỉ là một phút chân người đời sẽ quên đi suy ngủ thân đã càng khi anh trong lòng tâm quyết ca tụng nhưng dần càng xa thì anh đã là thế nhân chơi kiếm tâm tâm nguyện bắt việc là cái tên nguyện cầu đi của anh cái tên anh đã bỏ quên nên em vào hồ chân ngày xưa em đợi em chờ thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em tuyệt không đó rồi cảm ơn cả nhà yêu cô Vũ cho chú tôi đi phòng giỏ cố gắng phòng giỏ dạ em biết thượng nha rồi cái tiếp em mời